Kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang ở video thứ 63 của tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Quý khán thính giả thân mến, trong video 63 hôm nay là một video sẽ nằm trong chuỗi series về food and drink, đồ ăn và nước uống của Mr. Định. Và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những động từ thông dụng nhất hay sử dụng trong nấu ăn. Động từ đầu tiên, great. Great. Now, ví dụ, I grate potatoes. Tôi nạo khoai tây. Động từ số 2, grill. Grill. Nướng. I grill meat. Tôi nướng thịt. Pour. Pour. Rót. I pour water. Tôi rót nước. Simmer. Simmer. I simmer bones. Slice. Slice. Thái lát. I slice bread. Tôi thái bánh mì. Bake. Bake. Nướng bánh. I bake a cake. Tôi nướng một chiếc bánh. Stir. Stir. Khuấy. I stir eggs. Tôi khuấy trứng. Blend. Blend. Trộn. I blend fruit. Tôi trộn hoa quả. Add. Add. Thêm. I add salt. Tôi thêm muối vào. Boil. Boil. Luộc. I boil vegetables. Tôi luộc rau. Chop. Chop. Chặt. I chop chicken. Tôi chặt gà. Cut. Cut. I cut sausages. Tôi cắt xúc xích. Fry. Chiên. Rán. I fry chicken. Tôi rán gà. Squeeze. Squeeze. Vắt. I squeeze lemons. Tôi vắt chanh. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là những động từ quen thuộc hay sử dụng trong chế biến các món ăn. Bây giờ chúng ta cùng thực hành bài tập sau đây, điền các động từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you and goodbye.